tình mẫu tử từ quả trứng lộn bị bỏ quên. Một góc khu dã ngoại công viên Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tiếng của người đàn bà trạc tuổi vang lên. Sau đàn bà cưng ơi đi kèm theo tiếng cạc, cạc của chú dịch khiến các người đi đường thích thú đứng lại nhìn. Hình ảnh một chú dịch theo chân người đàn bà đã biến thành quen thuộc với người dân. Từ quả trứng dịch lộn để quên, nay bé nhỏ dịch đã hơn 5 tháng tuổi. Hơn 5 tháng nay, người ta hằng ngày vẫn thấy chị Huỳnh Thị Lấn Châu 47 tuổi, đẩy xe trái cây đi trước, còn một chú dịch lẻo đẻo theo sau. Dịch vừa đi vừa la quang quát như thể bảo với chị Châu rằng, mẹ ơi chờ con theo với. Trong tiếng nhạc nhẹ dịu phát ra từ quán cà phê, chị Châu chậm trễ muốt từng muỗng cơm, chốc lát lại nghiêng người nhìn anh đô gầm xe trái cây ngó xem chừng chú dịch. Với hai chung kết chị Châu, dù đã kết duyên hơn 24 năm nay nhưng chưa tồn tại con, anh bé nhỏ dịch chính là món quà mà ông trời ban khuyến mãi ngay cho anh chị thương nó như thể chính là máu mủ từ kiếp nào. Bà con quanh xóm cũng không có ai cười chê chị, bởi chúng ta hiểu chính là cảm tình mẫu tử thật sự giữa người anh dịch. Chị Châu bán trái cây còn bé nhỏ dịch biến thành người coi hàng cho mẹ. Nụ cười hiền khô của người đàn bà hiếm muộn anh cái duyên với chú dịch biết làm nũng. Kể về công việc làm người mẹ bất đắc dĩ của mình, chị Châu cười thẹn nói, ở nhà có cô em chung kết cổ mua trứng dịch lộn, còn dư lại 4 quả trứng dịch. Khoảng 6 giờ 30 ngày 24 tháng 4 một trong đó nở ra một dịch con. Lúc mới thấy nó thì mình không có lưu ý đến mà bỏ nó, thấy nó như một đứa trẻ con vậy, thương nó thì mình ăn nó thôi. Từ quả trứng dịch lộn bị bỏ quên. Đến chú dịch nhỏ chào đời trong tình mến thương của người mẹ bất đắc dĩ. Lúc bé nhỏ dịch mới sinh ra thì gia đình chung kết tôi không ủng hộ việc tôi nuôi bé nhỏ. Nhưng mà nhìn nó đáng yêu và dễ thương nên tôi sợ bỏ nó đi thì nó sẽ chết mất. Nên ban sơ tôi cũng lén nuôi dịch của phòng của hai chung kết. Dần dà khi mọi biết thì cũng thương yêu nó. Giờ thì cả nhà đều chăm nó như con cháu trong nhà, chị Châu vui mắt kể lại. Mỗi ngày chị Châu đều mang dịch đi lau chùi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, dịch liền chạy đến trước quạt máy, cho đến khi nào bộ lông khô mới chạy đến chiếc giường có cuốn chiếc áo của chị để ngủ bởi, nó nghe mùi của tôi rồi nó mới chịu ngủ. Bé dịch luôn theo sát mẹ của mình. Tối đến, hai chung kết chị An bé nhỏ dịch ngủ cùng một phòng, bé nhỏ chỉ chịu ngủ khi nằm chung phòng với chị. Có hôm hai chung kết chị thử để dịch con bên dưới nhà dịch liền la quang quát anh không chịu ngủ. Nó mà có chuyện gì chắc tôi rầu chết. Hiện tại chị Châu chỉ cho bé nhỏ dịch ra ngoài ăn đô hai ngày cuối tuần. Khoảng 2, 3 giờ chiều thì chung kết tôi mới chở nó ra đây chơi, chứ giam giữ nó ở nhà miết cũng tội. Mà nó lớn rồi nên lấy ra ngoài liên tục cũng sợ xe cộ. Nó mà có chuyện gì chắc tôi rầu chết, chị Châu bi lụy buồn bực nói. Nhiều đứa trẻ quanh xóm cũng đến chơi đùa cùng chú dịch. Mỗi buổi chiều khi thấy chị đi bán về, bé nhỏ dịch cũng đều tửng tửng lên, rồi chạy đến nhét đầu anh đau người chị, như một đứa trẻ chờ mẹ đi làm về rồi chạy đến sàn anh đô lòng mẹ. Sáng chị đi chợ sớm, dịch thấy chị kéo cửa ra cũng liền chạy theo ngay. Chị Châu cho biết, bé nhỏ dịch có sở thích rất kỳ lạ. Lúc còn nhỏ tôi cho nó ăn cám với rau, nhưng nó không ăn, chỉ ăn toàn dưa hấu thôi. Lớn lên một chút thì nó ăn đậu hũ, rau xà lách, ăn nước đá đông. Sau này nó đẻ mới bắt đầu ăn thịt, ối. Nó còn đặc biệt quan trọng khi rất thích ăn viên nước đá. Nó thích tắm lắm, mà nó lại sợ mưa, mỗi lần mưa là nó liền chạy bên dưới xe đẩy để nằm, nhất quyết không chịu ra. Công việc hàng ngày của chị Châu từ 9 giờ sáng đến chiều tối. Bé dịch núp bên dưới xe đẩy khi thấy trời sắp mưa. Một số người không tin đem đồ ăn mặn tới cho bé nhỏ dịch, nhưng bé nhỏ dịch nhất quyết không ăn. Hiện tại bé nhỏ dịch đã đẻ hơn 40 trứng anh bắt đầu ăn mặn hơn sâu, dế, giỏ trứng. Đặc biệt rất thích ăn đậu hũ, hằng ngày hai chung kết chị đều mua cho dịch 10.000 đậu hũ. Chị kể, có một ông ở Thủ Đức, 83 tuổi rồi, ổng bảo tôi giờ cô bán 10 triệu không, đem tiền lên đàng hoàng tôi chung kết tiền cho cô. Nhưng mình đã hứa là nuôi nó cho đến khi nào nó chết thì thôi, dù nó bao nhiêu tiền cũng không có bán. Dù nghèo thì nghèo chứ không ham tiền.
mình nuôi mình thương nó như con mình vậy đó, tại vì hai chung kết đâu có con đâu, kể tới đây giọng chị bỗng nghẹn lại. Bé Diệp cũng rất thích ăn nước đá. Chị Châu tự hào khen về đứa con của mình, lúc nhỏ nó có bộ lông mượt như con công vậy. Bây giờ đã nên trổ ra đủ màu nhìn rất thích. Ai cũng bảo với tôi là do bà không có con nên ông trời ông cho bà đứa đàn bà cực kỳ đẹp. Cô Bình Ngọc Phát, một người hàng xóm ở đó cho biết, hồi đó thấy bà dẫn theo con Diệp này thì ai cũng thấy lạ. Dần dần mới biết là chính là đàn bà của bà. Tôi hay khen đàn bà của bà xinh quá, mỗi lần như thế bà đều cười lớn lắm. Mà nó chỉ đi theo bà thôi, chứ ai ở đây ai muốn sờ vô nó đều không cho. Câu chuyện đẹp của người đàn bà hiếm muộn anh bé nhỏ Diệp biết làm đúng. Có lẽ đối với chị Châu, hạnh phúc dễ chơi là vậy, bé nhỏ Diệp như món quà mà ông trời đã ban khuyến mãi ngay cho hai chung kết anh chị cho các năm tháng phía trước. Dẫu biết rằng một ngày không xa, đứa đàn bà của chị sẽ không hề ở bên chị nữa nhưng tin rằng, mẫu chuyện kỳ lạ về tình mẫu tử giữa chị em chú Diệp biết làm đúng sẽ luôn mọi cá nhân ở góc khu giả ngoại công viên Phú Nhuận nhớ mãi.